Hành vi nào được coi là lạm dụng tình dục? Quy tắc 5 ngón tay để bảo vệ mình trước xâm hại tình dục. Đó là những câu hỏi và kiến thức đầu tiên được các cán bộ của Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh chia sẻ với hơn 200 học sinh các khối lớp của trường Trung học cơ sở xã Văn Yên, huyện Đại Từ. Vẫn còn những ngại ngùng ban đầu khi nhắc đến các vấn đề về giới, song sự cởi mở gần gũi với những kiến thức dễ hiểu, dễ nhớ đã ngay lập tức thu hút học sinh vào buổi ngoại khóa đầy ý nghĩa. Em thấy rất là có ý nghĩa, nó giúp cho em cảm thấy là có nhiều thông điệp trong cuộc sống, sẽ biết cách ứng xử. Không có hệ thống tài liệu khoa học về giáo dục kỹ năng sống, việc sắp xếp thời khóa biểu dành cho các buổi chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống cũng còn hạn chế, đặc biệt là sự quan tâm của gia đình còn chưa đúng mức với việc trang bị kỹ năng sinh tồn và bảo vệ bản thân cho trẻ, là những khó khăn được đặt ra của việc nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở các nhà trường hiện nay. Trường Trung học cơ sở Văn Yên thuộc địa bàn nông thôn, thế nên bố mẹ các em đa số đi làm ăn xa. Đó là một khó khăn đầu tiên. Thứ hai là các em ít giao tiếp với bên ngoài, hiểu biết xã hội ít. Khắc phục và chia sẻ những khó khăn của các nhà trường, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên, ngoài việc chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại trung tâm, đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên sâu về công tác xã hội được phân công đến các nhà trường, trực tiếp trao đổi và truyền tải đến các em học sinh những kiến thức gần gũi, dễ nhớ và dễ thực hành. Chúng tôi nhận thấy rằng đây là sự chuyển hơi ấm của xã hội đến với nhà trường để tăng cái kỹ năng sống cho các em, để chúng trang bị cho các em có những cái hành trang tốt nhất để bước vào tương lai. Có rất là nhiều những cái luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Có người thì nói, như chị nói là chúng ta vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng thực tế ra quan điểm của chúng tôi, những người làm về công tác xã hội ấy, thì là khi mà chúng ta trang bị kiến thức, kỹ năng cho các em, không phải là chúng ta vẽ đường cho hươu chạy, mà giúp cho các em có cái nhìn đúng đắn nhất và có những cái kiến thức mà đúng nhất liên quan đến cái việc trước những cái tình huống như vậy, chúng ta đối với trẻ em thì phải làm như thế nào để tránh khỏi những cái hậu quả mà đáng tiếc, và về sau khi mà xảy ra rồi thì lúc đấy chúng ta có muốn vẽ thì cũng không vẽ được nữa. Thực tế, phát triển xã hội đặt ra vấn đề cho các nhà quản lý giáo dục, người làm công tác xã hội, cho nhà trường và các bậc phụ huynh trách nhiệm lớn hơn. Đó là làm thế nào để vẽ đúng đường cho hươu chạy, thay vì để các em chơi vơi trong những khối kiến thức khổng lồ và thiếu định hướng từ mạng xã hội.